xin thay mặt ban tổ chức buổi tiệc ghi quỹ tạo mãi chùa Phật Quang Nam Cali, chúng tôi trân trọng chào mừng toàn thể chư tôn đức, quý quan khách, đồng hương Phật tử đang tham dự. Thưa quý vị, sự tham dự của quý vị trong ngôi nhà hàng Thanh Thanh chiều tối hôm nay thể hiện được tình yêu thương, sự tin tưởng của quý vị dành cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Chúng tôi mong rằng tất cả quý vị với sự nhiệt tình của mình hãy tiếp tục trợ duyên ủng hộ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn tiếp tục hoạt động mạnh mẽ trong ngọn cờ mưu cầu tự do dân chủ của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại xứ người. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư liệt vị quan khách, kính thưa quý đồng hương và đồng bào Phật tử. Trước hết, xin thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin hân hoan đón mừng sự hiện diện quý báu của chư tôn giáo Phật Văn Phòng 2 Viện Hoa Đạo, đại diện các tôn giáo bàn, các tổ chức cộng đồng người Việt quốc gia cùng toàn thể quý vị quan khách và quý vị hữu tâm. Tiệc gây quỹ hôm nay nhằm mục đích hỗ trợ tạo lập ngôi chùa chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mang tên Chùa Phật Quang tại miền Nam California. Địa phương này cùng nhiều nơi khác tại Hoa Kỳ đồng loạt thực hiện nhiều việc chay gây quỹ với quyết tâm thể hiện nhiệm vụ và thiết tha với tiền đồ của Giáo hội, cũng từ đó hướng đến một quê hương Việt Nam thật sự tự do, dân chủ và không cộng sản. Từ đại hội thường niên của Giáo hội năm 2014 được tổ chức tại Argentina này, tất cả tăng ni Phật tử đã thấy được những hành động cụ thể tích cực mới khai thông sinh lộ cho mọi hoàn cảnh. Sự khó khăn không phải là một vấn đề, thiếu quyết tâm mới là một cái điều thật sự đáng lo ngại. Trong suốt thời gian vận động, các thành viên trong ban tổ chức luôn luôn ý thức được rằng chính sự xây dựng nền móng vững chắc cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam hải ngoại là đóng góp thiết thực vào công cuộc vận động giải trừ quốc nạn và pháp nạn. Kính nguyện Phật tử nhiệm hầu gia hộ cho toàn thể chư liệt vị được thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính mời toàn thể chư liệt vị cùng với chư tăng ni có vài giây phút trang nghiêm yên lặng, xin quý vị đứng lên chúng ta cùng cầu nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm bình lễ vô thượng tôn Phật, vi diệu chánh pháp, thánh đức tăng già, đảnh lễ giác linh đức đệ tứ tăng thống, giác linh đức phó tăng thống, cùng toàn thể chư vị tiền nhân để hy sinh cuộc đời cho sự tồn tại của đạo pháp và dân tộc. Xin nguyện tất cả năng lực nhiệm màu giao hộ chúng ta có đầy đủ hùng tâm nghị lực để hoàn tất những gì chúng ta cần phải đi trên hành trình phục vụ của Phật giáo độ Việt Nam được thành tựu viên mãn, và xin giao hộ cho toàn thể chư liệt vị được thân tâm an lạc và sự phúc lành. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Tất cả chúng mình. Kính bạch thưa toàn trưởng ban tổ chức, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa chư cộng đồng, cùng toàn thể chư liệt vị quan khách, quý đồng hương đồng bào Phật tử. Khi mà nói đến tất cả tiền ghi quỹ thì chúng ta thường chú trọng đến làm thế nào
mà chúng ta có thể thu được một ngân khoản lớn cho cái mục đích là kiếm tiền. Nhưng mà thưa quý vị, riêng Vua Tiền Kỷ Nguyễn ngày hôm nay, chúng tôi cùng với chư Tôn Đức trong phòng 2 và quý thành viên trong giáo hội đặc biệt kỳ vọng một điều, đó là chúng ta không những chỉ kêu gọi sự tiếp tay hỗ trợ cái việc tài chính, mà chúng ta có thể làm thế nào để vận dụng được cái năng lực tinh thần, và chúng tôi tin rằng vô cùng quan trọng ở trong giai đoạn này của mình tạo mãi ngôi chùa Phật Quang này. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Thì xin thưa với quý vị để nói rằng những cái bước đi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất với sự lãnh đạo của hai ngài Huyền Quang và Quảng Độ đã đi những cái bước rất là vững chắc, đấu tranh cho nhân quyền, đấu tranh cho dân chủ, đấu tranh cho tự do tôn giáo và đấu tranh chống xâm lược. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Ý Lan biết là Ý Lan không phải là cùng một quê hương với quý vị đâu. Nhìn cái dáng vóc của Ý Lan là hoàn toàn là một người ngoại quốc. Nhưng mà có lẽ là kiếp trước, bởi vì Ý Lan rất là thương một đất nước bị quá đau khổ qua bao nhiêu thời kỳ, thì Ý Lan nghĩ rằng có lẽ là kiếp này Ý Lan sinh ra như là một người ngoại quốc. Nhưng mà kiếp trước có lẽ là Ý Lan là đúng là một người là công rồng giáo tiên như tất cả là một người quý vị ở đây. Kính thưa quý vị khán giả của Sài Gòn TV, và ngày hôm nay thì chắc chắn là quý vị cũng như Phương Thảo đã được một cái chương trình gây quỹ đầy ý nghĩa. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì tiếng chuông từ bi của chùa Từ Bi của chúng ta đã gõ lên rồi, với hy vọng rằng sẽ thành công nhiều nhiều nữa qua những chương trình khác, để chúng ta có một ngôi chùa thật là đẹp, và cũng như là những cái tinh thần mà các cô các chú ngày hôm nay sẽ dựng mãi cho thế hệ sau này. Và bây giờ Phương Thảo xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình khác. Xin cảm ơn quý vị.